Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, anh chị em có nhận thấy việc đầu tiên khi mình tham dự phụng vụ thánh lễ, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, để chúng ta thấy cái bầu khí phụng vụ nó có khác biệt. Và chúng ta nhận thấy đây là lễ trọng không chỉ là ở bậc phụng vụ, nhưng thấy cái bầu khí. Và nhất là chúng ta vừa nghe một bài ca tiếp liên, mà trong phụng vụ hội thánh chỉ có hai ngày lễ trọng là có ca tiếp liên thôi. Anh chị em nhớ lễ nào? Lễ Phục Sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và bài ca tiếp liên rất là hay, rất là ý nghĩa. Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần với tất cả sự phong phú của Ngài, sự phong nhiêu của Ngài. Mà chúng ta vẫn thường để thấy cái con số trọn vẹn là bảy ơn Chúa Thánh Thần đặc biệt cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta mừng lễ thì phải trong cái tinh thần phụng vụ như thế. Và chúng ta cùng nhau cố gắng cảm nghiệm, đụng chạm tới ơn Chúa Thánh Thần, đụng chạm tới chính Chúa Thánh Thần, để mình cảm thấy sự phong nhiêu của Ngài, sức mạnh của Ngài, tình yêu của Ngài. Cảm nhận đấy điều đó, để xin Chúa Thánh Thần đổ tràn tâm hồn chúng ta. Trước tiên để suy niệm về bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta cùng tìm hiểu bài tin mừng hôm nay một cách cơ bản nhất. Không có quá đi sâu vào những chi tiết của tin mừng, nhưng mà chúng ta đi về những cái phần cơ bản nhất của bài tin mừng trong phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày hôm nay. Đầu bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy việc Chúa Giêsu vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở thì mọi cửa vẫn đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Cái nỗi sợ của các môn đệ là nó có thật, bởi vì Thầy mình đã phục sinh nhưng mà bây giờ chưa hiện diện cụ thể. Và các ông sợ người Do Thái là bởi vì mình là môn đệ của ông Giêsu, có thể bị bắt, bị giết lúc nào giống như Thầy mình. Và cái nỗi sợ đấy là nỗi sợ hiện diện nơi các môn đệ của Chúa. Những Chúa Giêsu có thể hiện ra chỗ này chỗ kia với một vài môn đệ rồi, nhưng mà thực sự các ông chưa cảm nghiệm một cách mạnh mẽ để các ông có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Thế thì trong bối cảnh như vậy, Đức Giêsu đến và đứng giữa các môn đệ. Và việc Chúa Giêsu đến đấy và ở giữa các môn đệ đấy cho chúng ta thấy một cái điểm quan trọng này. Điều đó chứng tỏ rằng tin mừng Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trở thành trung tâm của cộng đoàn các môn đệ đang hiện diện. Ngài đến và ở giữa các ông, chứ không hề ở bên cạnh các ông, không ở vòng ngoài. Ngài đến ở chính giữa các ông. Thực ra biết Chúa Giêsu phục sinh thì chưa đủ, nhưng chính sự hiện diện cụ thể của đấng phục sinh mới giải thoát các môn đệ khỏi những nỗi sợ hãi của người Do Thái. Và câu đầu tiên, khi Chúa Giêsu trở thành trung tâm của cộng đoàn các môn đệ rồi, Chúa Giêsu trở thành nguồn sống của các môn đệ rồi, và chúng ta nhớ lại một lời trong tin mừng Gioan rằng là Chúa Giêsu nói về dụng ngôn cây nho: thầy là cây nho thật, mà anh em phải cắm rễ vào cái thân nho thì anh em mới có sự sống. Thì lúc này Chúa Giêsu đứng giữa thì Ngài cũng là sự sống của các môn đệ như vậy. Sự hiện diện cụ thể của Ngài làm cho các ông vượt ra khỏi được nỗi sợ hãi, cụ thể ở đây là nỗi sợ hãi người Do Thái. Lời đầu tiên Chúa Giêsu chào: bình an cho anh em. Lời chào của đấng hiện diện ở giữa các môn đệ là sức mạnh của các môn đệ, là sự sống của các môn đệ.
lời chào bình an này không còn chỉ là một lời chào bình thường, Shalom của người Do Thái nữa, nhưng lời chào ấy đem lại sự bình an thực sự, cụ thể cho các môn đệ. Không phải là một lời chào sáo rỗng nữa. Bình an của Đấng, bình an này là bình an của Đấng đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh, bây giờ đang hiện diện giữa các ông. Và chính người ấy nói với các ông, bình an cho anh em. Bình an cho anh em. Không phải là một lời chào bình thường, cửa miệng của người Do Thái là gặp nhau là Shalom, bình an. Không, lời chào này có sức mạnh của Đấng đã phục sinh, Đấng đã chết và đã phục sinh. Nói xong câu đó thì Chúa Giê-xu cho các ông xem tay và cạnh sườn. Hai chi tiết này cực kỳ quan trọng trong tin mừng Gioan. Chúng ta nhớ đến bàn tay của Chúa Giê-xu, bàn tay của Đấng đã chịu đóng đinh và bây giờ vết đinh ấy vẫn còn trên bàn tay. Chúng ta nhớ câu chuyện cũng tin mừng Gioan. Chúa Giê-xu hiện ra với ông Tô-ma bảo, nào lấy tay ra đây, xỏ ngón tay vào lỗ đinh và cạnh sườn thầy để con cảm nhận được cái lỗ đinh này vẫn còn đang trên tay thầy đây. Thầy chính là Đấng chịu đóng đinh đây và thầy cũng phục sinh đây. Chi tiết tay ấy chúng ta còn phải nhớ đến một diễn từ của tin mừng Gioan nói về công việc của Chúa Con. Mọi sự Chúa Cha trao vào bàn tay người con. Mọi sự Chúa Cha trao vào tay bàn con. Có nghĩa là bàn tay Chúa Giê-xu ở đây là bàn tay của quyền năng. Mà bàn tay quyền năng này không phải là bàn tay quyền năng của một Đức Giê-xu sống trước đó, nhưng mà thực sự là của Đấng Phục Sinh. Quyền năng của Đấng Phục Sinh, quyền năng trên trời dưới đất, quyền năng Cha trao vào bàn tay của Đấng Phục Sinh. Đấng đã chịu chết vẫn còn dấu đinh trên tay. Và bây giờ quyền năng của Đấng Phục Sinh ấy, Chúa Giê-xu mời các môn đệ chạm vào. Chạm vào. Điều đó có nghĩa là gì? Các môn đệ được đụng chạm tới quyền năng của Đấng Phục Sinh. Và quyền năng của Đấng Phục Sinh, quyền năng mà Chúa Cha trao mọi sự vào tay người con á. Chúa Cha trao mọi sự vào tay, quyền năng ấy được trao cho các môn đệ. Chi tiết tay, tay rất quan trọng trong tin mừng Gioan. Và thực sự các môn đệ đã nhận lãnh quyền năng từ Chúa Giê-xu, quyền năng trên trời dưới đất mà Cha ban cho Chúa Giê-xu, Đấng đã trải qua cái chết và phục sinh và bây giờ quyền năng ấy trao cho các môn đệ. Và chúng ta thấy sau này các môn đệ của chúng ta, các môn đệ đầu tiên, con nói dùng từ nó trẻ trung một chút, các môn đệ nhà mình, các môn đệ Chúa Giê-xu làm phép lạ hoành tráng luôn, có những cái hoành tráng hơn Chúa Giê-xu. Đố anh chị em nhớ câu chuyện nào trong công vụ tông đồ? Người ta đến với các môn đệ sau khi phục sinh, các môn đệ đi giao giảng tin mừng thì Phêrô giao giảng hấp dẫn người ta lắm. Chúa ơi, đông người lắm, cho nên người ta khiêng những người bệnh tật để sẵn ở trên hành lang và chỉ cần ông Phêrô đi ngang qua, cái bóng của ông đổ đến đâu thì người ta khỏi bệnh đến đấy. Quyền năng đến mức độ như vậy, làm phép lạ còn hoành tráng hơn Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu còn phải nhổ nước miếng xuống đất rồi trộn trộn rồi bôi vào mắt người ta. Phêrô không cần, chỉ cần cái bóng của Ngài đi ngang qua thôi. Thì để chúng ta hiểu được rằng là Đức Giê-xu trao quyền năng cho các môn đệ là cái quyền năng thực sự của Đấng đã phục sinh đấy. Cái bàn tay của Đấng phục sinh. Cho nên Chúa Giê-xu bảo, nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Bây giờ đến chi tiết cạnh sườn, chúng ta nhớ điều này quá rồi. Chi tiết của cạnh sườn là tình yêu đấy, tình yêu đổ máu đào đấy. Và bây giờ trên các cái thập giá, Chúa Giê-xu vẫn phải giữ nguyên cái dấu đinh đấy. Và Đấng Phục Sinh vẫn giữ nguyên cái dấu của lưỡi đồng đâm thủng cạnh sườn. Đấy là tình yêu đấy. Tình yêu của cái Đấng mà đã hiến mạng sống vì người mình yêu. Hóa ra Chúa Giê-xu bảo các môn đệ đến xem tay và cạnh sườn là cảm nhận và đón nhận quyền năng và tình yêu từ Đấng Phục Sinh. Rất quan trọng. Các môn đệ vui mừng quá, lạy Thầy, Thầy đây rồi. Chúng con được chạm vào bàn tay quyền năng của Thầy, được chạm vào dấu đinh, xin lỗi, dấu đồng trên cạnh sườn Thầy là chúng con nhận lấy quyền năng và tình yêu từ Thầy. Ngay câu sau đó, tin mừng Gioan nói, các môn đệ hết sức vui mừng, hạnh phúc. Và lúc đấy, tự được mình được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi.
bởi vì đã được chạm đến bàn tay và cạnh sườn của Đấng Phục Sinh. Việc đụng chạm đến tay và cạnh sườn của Chúa là một trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho các môn đệ của Chúa. Thiên Chúa đấy, vị Đức Giêsu Kitô đấy, Đấng đã chết vì chúng ta đấy, Đấng đấy bây giờ đầy quyền năng và tình yêu, và các môn đệ được hưởng trọn niềm vui của Thầy, niềm vui của Đấng chiến thắng và tràn đầy tình yêu. Các môn đệ cảm nhận điều đấy vui, hạnh phúc vì Chúa đứng giữa các môn đệ, và các môn đệ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nói xong câu đó, Người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Người thổi hơi, chúng ta phải nhớ đến ngay chương đầu của sách Sáng Thế. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Thiên Chúa ban sinh khí cho con người bằng cách thổi hơi và con người trở nên sống động. Không có trước đó thì nó không sống động, nó chưa sống. Thì cái việc thổi hơi hôm nay Chúa Giêsu cũng thổi hơi trên các môn đệ, làm chúng ta nhớ đến một cuộc tạo thành cũ, là cái việc mà Thiên Chúa đã thổi hơi trên Adam, Eva và cho con người được sống, cho con người có sinh khí để được sống. Thì bây giờ Đức Giêsu Phục Sinh hiện diện ở giữa các môn đệ, Ngài thổi hơi trên các môn đệ và ban Thánh Thần. Hành động thổi hơi đấy là một cuộc tạo thành mới. Các môn đệ trở thành tạo thành mới bằng thần khí của Đấng Phục Sinh. Và cái sự thổi hơi đấy rất quan trọng đấy anh chị em. Các môn đệ bây giờ được đổi mới, không còn là con người cũ nữa, mà trở thành con người mới. Bởi vì ở đây Chúa Giêsu là Đấng tạo dựng nên một cuộc tạo thành mới qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài hiện diện với các môn đệ, Ngài thổi hơi, và lúc ấy các môn đệ sống. Ta có thể nói thêm câu đó ở phía sau, nhưng đấy là tin mừng của con, không có ở trong tin mừng. Không có trong tin mừng. Chúa chỉ cần nói thổi hơi trong tin mừng Gioan thì mình phải hiểu rằng các môn đệ đã được nhận lãnh sự sống mới, một tạo thành mới đang được bắt đầu ở đây bây giờ cho các môn đệ. Cuộc tạo thành mới, con người cũ đã chết rồi, bây giờ con người mới trong Đức Giêsu Kitô được Ngài tái sinh, được Ngài tái sinh, chúng ta trở thành tạo thành mới của Thiên Chúa. Anh chị em trở thành tạo thành mới của Thiên Chúa khi nào? Khi chúng ta lãnh bí tích thanh tẩy. Tất cả chúng ta đây được lãnh nhận cái sự thổi hơi của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần, qua bí tích thanh tẩy, chúng ta trở thành tạo thành mới. Hôm nay ở trên lớp giáo lý cũng có nghi thức rửa tội cho rất đông anh chị em. Hôm nay anh chị em của chúng ta, những người theo Chúa, là thụ tạo mới trong một tạo thành mới của Thiên Chúa, một cuộc tạo dựng mới được thực hiện bây giờ. Và chúng ta không được quên chi tiết đó. Cùng với việc thổi hơi, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần được ban cho các môn đệ, chính các môn đệ được sinh lại bởi thần khí, như lời của Đức Giêsu nói với ông Nicodemo ở trong Gioan chương 3. Khi ông Nicodemo buổi đêm đến gặp gỡ Đức Giêsu, chúng ta nhớ cái câu chuyện đó ở chương 3 của Tin Mừng Gioan. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo thế này: thật tôi bảo thật các ông, thật bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí. Bởi cái bởi xác thịt sinh ra thì chỉ là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Vậy Chúa Giêsu hôm nay thổi hơi trên các môn đệ là một cuộc tạo thành mới, là tạo thành mới trong thần khí, bởi thần khí. Và chính các môn đệ trở thành những con người của thần khí, cho thần khí. Và chúng ta không được quên điều này. Tất cả chúng ta đều được lãnh nhận đầy đủ những ơn đấy, việc thổi hơi của Chúa Giêsu, và làm cho chúng ta có một cuộc tạo thành mới tràn ngập thần khí như vậy. Bây giờ chúng ta dành ít phút cuối để suy niệm về đời sống Kitô hữu của chúng ta. Trước tiên, Thánh Thần luôn luôn được ban cho cộng đoàn, không phải ban cho cá nhân. Chúa Giêsu đến giữa cộng đoàn và ban thần khí, ban Thánh Thần cho các môn đệ, tức là cộng đoàn các môn đệ. Vậy có nghĩa rằng là Thánh Thần không được ban ngoài cộng đoàn. Ngày nay nhiều người tự nhận mình có ơn linh hứng của thần khí, mà không biết thần khí nào, thần khí nói lạo xạo gì đấy con cũng không biết. Và họ tự cho mình có cái quyền là giải thích mặc khải, hoặc
công bố mặc khải mới. Những sai lầm như thế chúng ta vẫn nhìn thấy ở trong giáo hội của chúng ta, tại Việt Nam của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy điều đó không? Có nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Trước đây thì có nhóm sứ điệp từ trời nữa đấy. Họ tự cho mình là có ơn, nói ngoài những điều mặc khải của Hội Thánh, ngoài những điều mặc khải mà Chúa đã ban một lần trong Đức Giêsu Kitô trao trọn vẹn cho Hội Thánh. Đấy là những sự ảo tưởng của những thần khí nào đó mà chúng ta không biết. Mà đôi khi bản thân chúng ta cũng bị nhầm lẫn trong cái chuyện này. Thần khí phải được ban cho và trong cộng đoàn, không thể ngoài cộng đoàn được. Cộng đoàn trước tiên ở đây là ai? Là Hội Thánh Chúa. Cụ thể, Hội Thánh của chúng ta. Chứ không có cái chuyện ban ngoài. Rồi chúng ta một ngày nào đó bị ảo giác lại bảo là thần khí nữa thì thôi thì chết. Chết mất. Và chạy theo những cái ảo tưởng như vậy và nhiều khi còn đả phá Hội Thánh, phá hoại Hội Thánh Chúa. Việc đầu tiên chúng ta nhớ để suy niệm chuyện này. Đức Giêsu Kitô ban thần khí cho Hội Thánh và sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Việc ban thần khí luôn kèm với sứ vụ, không bao giờ tách rời hết. Chúng ta được lãnh nhận bí tích thanh tẩy, được trao ban Thánh Thần của Chúa là luôn kèm với sứ vụ. Và chúng ta biết, chúng ta trở thành tạo thành mới của là trở thành con Thiên Chúa qua bí tích thanh tẩy thì sứ vụ luôn luôn kèm theo. Nhưng chúng ta nhớ, bản thân mỗi người chúng ta chỉ thích giữ đời sống Kitô hữu chứ không sống đời sống Kitô hữu. Có nghĩa là chúng ta trở thành tạo thành mới nhưng không muốn thi hành sứ vụ. Ta không muốn điều đó. Thôi con làm Kitô hữu bình thường vậy được rồi. Lo cho cái mạng con lên thiên đàng thôi, còn thằng khác kệ đó. Quan tâm đến sứ vụ của Hội Thánh, sứ vụ đấy được trao cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần và không bao giờ tách rời hết. Chúng ta chỉ muốn nhận lãnh Thánh Thần nhưng không muốn thi hành sứ vụ, không làm gì hết. Con hỏi rất nhiều các bạn trẻ rằng là thực sự con có bao giờ nghĩ về Hội Thánh và con cống hiến cái gì cho Hội Thánh Chúa một cách cụ thể không? Bảo không. Việc đi lễ Chúa Nhật còn bỏ đi thì còn nghĩ gì về sứ vụ? Không nghĩ ra được. Chỉ lo mà một năm đi xưng tội lần để đỡ phạm lỗi. Và sao lòng con yêu Chúa gì mà nó chán thế? Cứ mang luật ra mà so vào. Một năm đi xưng tội một lần. Thế thôi, bỏ lễ Chúa Nhật mới nhớ. Còn đã làm phạm thiệt hại đến người ta, đay nghiến rủa xả người ta đến mức độ người ta phải tự tử thì lại không nhớ. Thi hành sứ vụ kiểu gì đấy? Chúa Thánh Thần được ban cho là luôn luôn kèm với cái công việc, với cái sứ vụ của Hội Thánh trao. Chứ không phải cái chuyện con chỉ cần nhận lãnh ơn, còn con không thi hành sứ vụ. Mình thích thế. Kitô hữu mình chung chung về vẫn thích thế. Và không bao giờ nhớ đến cái việc mà mình phải đồng hành hay hiệp hành với Hội Thánh một cách cụ thể trong đời sống của chúng ta. Cuối cùng, Chúa Thánh Thần là quy luật của đời sống mới. Chính Thiên Chúa đã phục hồi chúng ta, đã có một cuộc tạo thành mới và những con người mới được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa nhờ ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đọc lại thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma chương 8. Những ai sống theo thần khí, theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc về xác thịt. Còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, hay hệ quả, hậu quả, hay là lương bổng của tội lỗi của xác thịt là sự chết. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa được. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Còn nhắc lại, chính anh chị em đang hiện diện ở đây, tất cả những anh chị em đã được nhận lễ lãnh thần khí của Đức Giêsu Kitô, anh chị em là những người không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em, ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì đã phạm tội thì thần khí cũng ban cho anh em được sống. Anh ban cho anh em được sống.
Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì hệ quả của nó, lương bổng của nó là sự chết. Nếu anh chị em sống theo thần khí thì anh chị em sẽ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa và anh em được sống. Thánh Phaolô nói trong thư Roma chương 8 như vậy. Hoa quả của đời sống mới trong thần khí là gì? Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói trong thư Galat. Còn hoa quả của thần khí là gì? Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Hôm nay chúng ta cầu xin đặc biệt ơn Chúa Thánh Thần để mỗi người chúng ta phải trở thành thụ tạo mới thực sự của Chúa và rập đời sống của cái thụ tạo mới này đã được Chúa khởi đầu trong lòng chúng ta. Xin cho đời sống của chúng ta được dập theo ơn của thần khí mà như con vừa chia sẻ với anh chị em trong thư Roma, đời sống mới theo thần khí trong thư Roma chương 8 cũng như là trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat chương 5. Chúng ta xin Chúa cho có bản thân mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta có một cuộc đổi mới thực sự trong ơn của Chúa Thánh Thần. Amen.